bánh bông lan bà con ơi. Em gái ơi. Ơi, có bán hột vịt lộn không? Anh ơi đừng ghẹo em à. Trời đất ơi, con gái hóc môn dễ thương quá trời quá đất. Hồi sáng giờ bán được không em? Dạ không. Bán không được phải không? Dạ. Còn nhiêu để đó anh lo cho. Dạ cảm ơn anh. Còn em có ai lo chưa? Dạ em ế. Để đó quan nguyện lo luôn. Hồi sáng giờ bán không được phải không? Dạ. Mình phải rau phải mời bà con ở Hóc Môn ta mới mua. Bây giờ đã em sao? Rau đi. Em rau đi anh hát không chừng bà bán được đó. Dạ. Vô nhạc đi em. Ai bánh bông lan ơi. Trời đất ơi con gái Hóc Môn dễ thương quá trời quá đất luôn vậy đó. Em ơi. Dạ. Rau lại đi em. Bánh bông lan bà con ơi. Nghe nè. Bông. Cảm ơn anh. Bông lan canh trắng nhụy vàng, quá thương cô nàng theo nướng bánh với bông lan. Xe đò lục bánh mà tên trang quyền người nhớ yên, qua nhà quen người nhớ yên. Nhớ tiếng rồi sao có hay, xuống đây tìm mình. Còn cả bánh bông lan cánh vàng nhụy nó cũng vàng luôn. Vậy mà hễ dân lâu thì trong dạ thấy buồn, chắc là mai mốt tôi về Hóc Môn rồi tôi ở luôn nơi này. Cô hai mà sao cô hai đứng thinh là không nói một lời. Ông bà Hóc Môn đã có bảo hễ ăn đó là phải nói, mà sao có hay hà tiện với tôi từng lời từng tiếng vậy cô hai? Dạ đúng rồi đó anh bà. Bà nói hễ có ăn hay có nói. Dạ đúng rồi. Bây giờ bán không à, tôi không có ăn. Ý mèn ơi, sáng giờ có mình cô và tôi quất gần chục cái bông lan rồi. Cô hai ơi, chắc là tôi phải ở đây nói hoài cho ở đâu không? Anh ba ơi. Gì vậy con hai? Ở thương cái chân bờ. Dạ. Anh không đi tôi không dám nói nữa. Cô hai ơi, chứ cô hai nói làm sao cho đành đoàn, cô biết không? Trong khi chỉ tại cây bánh bông lan mà từ ở trên xứ tôi. Nhớ bánh bông lan. Trời đất ơi. Anh ba ơi. Dạ. Anh nghe tôi nói. Nói đi cô. Sao? Bông lan anh mê đầy, thương anh bởi câu hò lòng tiếng hát duyên. Xe đò lúc tình thân thang, quen hồi nhờ tiên qua giang tìm về qua giang. Tôi quá giang cái tôi tìm. Tìm gì? Tìm. Tìm gì? Tìm mà. Tìm gì vậy? Về đi sợ. Gái Hóc Môn cười cái miệng móm móm thấy ghét quá má ơi.
hoa vàng tìm về. Anh ba ơi, gì vậy em? Cái bụng tôi thiệt thà, tôi nghĩ sao là tôi nói ra vậy vậy nha. Nói lẹ lẹ, anh nôn dữ lắm rồi đó. Nếu anh ba chỉ vì mấy cái bánh bông lan á, bớt quật eco luôn anh. Thì để tôi gói trăm vài chục cái anh mang theo về xứ để anh dùng. Hồi sáng giờ bánh bông lan ế ngán gần chết luôn vậy đó. Cũng được có mấy bữa đâu mà cô phải bận lòng. Vậy tôi biết làm sao cho anh đơn bụng. Không lẽ anh cho một chuông mượn lò mà cái anh về nhà nướng bánh anh ăn. Ý hà không hợp được đâu. Tôi có nghe nói cái nghề làm bánh ở Hóc Môn này đâu phải ai làm cũng được. Phải học hỏi cho đàng hoàng mà còn phải khéo tay nữa đó cô hai à. Hôm mấy anh ba về rồi đưa chị ba xuống. Vợ tôi hả? Mà tôi không có xấu bụng giống kề. Cô hai, ở lại bán ăn tôi về rồi đó. Ê, ê bà, thôi anh thôi. Ba, sao vậy? Giận rồi. Tôi nói này cô hai đừng cười nha. Tắt hết đây cô giùm em luôn anh. Cô hai, cô hai tốt bụng vậy tôi cảm ơn. Nhưng mà ngặt một điều là tôi sao? Chưa có vợ. Ý, anh ba chưa có vợ hả? Dạ từng tuổi này mà tôi còn ở vậy có mình ở nè cô hai ơi. Phải không? Lừa có kén chọn gì đâu. Nhưng mà chắc lại cái mùi. Mùi gì? Cái mùi vị bánh bông lan mà cả đời tôi quên không được. Hay là tôi làm mai cho cô bạn làm bánh bông lan kém chất Hóc Môn này. Cô hai, trời ơi, nói cậu gì à? Cô hai, cô ác gì mà ác dữ vậy cô hai? Tôi nói cái gì cô hai cũng bàn ra trơn á. Trời hai ơi, sao nói gần nói xa hôm qua nói thiệt tôi lặn lội tới Hóc Môn là tại vì tôi nhớ. Anh nhớ? Dạ tôi nhớ. Nhớ ai? Tôi nhớ cô hai. Rượu quán nghèo Hóc Môn tức là bên cầu vạch lụa. Đại huynh, đại huynh ơi, đệ đã bắt đầu thèm rượu rồi đại huynh ơi. Giờ đã là tráng nguyên rồi mà vẫn còn uống được rượu quán nghèo Hóc Môn sao tiếng hậu. Uống chứ đại huynh, đại huynh ơi, đệ muốn giữ vẹn thâm tình ngày đưa tiền của hai thằng bạn nghèo, của hai thằng bạn nghèo rốt rượu văn dò nhão áo màu cân đây là biển rộng sông sâu sẽ ngăn cách đôi bờ. Vô ly này có nửa lít chứ nhiêu ha. Chơi là chơi à. Chữa lửa ha. Sẽ ngăn cách đôi bờ mời tri kỷ mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn thâm tình. Rượu lạc tràn nguyên để chỉ xin na gia muốn một mình đâu dám đốt làm bẩn môi
ôi người nghĩa khí, xin gửi vào đây bằng hương vị của ngày xưa. Cởi áo mẫu cân đai gửi chuông hồng cần, mặc nguyên áo cơ hàng để mừng gặp người bạn tương tri. Chén tương phùng đây huynh hài uống đi, nhấp chén rượu hôm nay mà nhớ ngày đưa tiền. Thảo bằng hữu đã rót rót đi chứ không. Thảo bằng hữu sanh ta ra là cha mẹ, nhưng mà hiểu được ta chỉ có hiền để đây thôi. Vô cái coi. Mấy đại ca ngồi đây chờ chút xíu nghe. Bàn này nãy giờ mình chưa tới nè, bây giờ mình mới chơi nè. Đại ca ơi, để ơi cởi lô áo trạng nguyên để đà đại ta bằng chung rượu quê nghèo. Hơi rượu hôm nay uống mén tình ngày cũ, sao ta nghe vẫn còn hơi hướng tràn nguyên. Rượu đã mất ngon ta chỉ xin dám hàng dài chung gió rồi lại quay về vui cuốc bấm cài sâu. Vô cảm ơn, cảm ơn thượng quan. Đại ca ơi còn gì để giải nhau không? Còn chứ, ta xin trao để một nhành bóng lúa mới thơm tho, thay cho lời dặn dò khi được cao sang. Chưa quên những kẻ bùng nắm tay chân nuôi dưỡng nhân sinh, họ là những người ân, những lớp người đó đã chịu nhiều khinh bạc của những hạng áo rộng mũ cao ăn trên ngồi trước. Hiền đệ ơi mà bây giờ đệ đã dấn thân vô, xin trang trọng nhận trong tay một nhành bóng lúa mới thơm tho và tâm nguyện giữ tròn lời ký thác. Trong đời đây chỉ còn hai người thân hiền phụ Quỳnh Nga và bằng hữu Dũng Điền. Tiếp luôn, tiếp luôn. Rót, rót đây đại ca. Chờ chút xíu nữa phải không? Chơi là chơi có gì đâu. Vô nè. Rồi giao cho anh luôn đó. Nè, 1, 2, 3 vô. Đại ca ơi uống cạn chai này rồi chai nữa, rượu đã cạn bầu rồi chữa thay say. Hồn lại thâm say tình tri kỳ, ngày mai chia biết dạng đường mây. Đại huynh ơi nhìn mái tóc của đại huynh đối bồng như mây tám hướng để nè, càng thấy thẹn cho mình mấy lâu bị ràng buộc mấy nở cân đây. Trọn đời để xin nhớ hoài mét rượu hôm nay, cầm bầu gõ nhép mà ca bài cạn cay. Hòn cao trong đại huynh đã vượt ngoài dòng phiền tối để còn lần đặng cứu mang nhiều ân nợ công hầu. Rượu này nồng đến ngàn sao, thôi mến thay lách ngàn câu thâm tình. Không đưa dạng dầm trường đình mà nghe thương nhớ hơn mình núi sông.
tắt eco luôn, tắt eco giùm cái. Bây giờ mình chơi phong thủy cái nghe. Bây giờ chiến hữu này là tôi chưa gặp mặt lần nào nè, chiến hữu này tôi chưa gặp mặt lần nào nè. Nhưng mà chắc chắn hai này làm gì cả nước. Đúng chưa? Đúng chưa? Vỗ tay. Thấy chưa? Có nghĩa là Hoài Dương nhìn người là Hoài Dương biết. Cái đó là nói thiệt. Đúng chưa? Đó, tôi không biết mà chưa gặp hai bạn lần nào, nhưng tôi biết hai bạn là đang làm việc trong nhà nước. Ok không? Rồi, vậy là Hoài Dương nói đúng, cho tràng pháo tay quý vị. Ok. Thấy chưa? Hay không? Chưa gặp mặt, chưa biết tên, biết tuổi mà nói cái mới hay. Giờ uống nè. Sao nói đúng giống thầy ông nội không? Rồi, ok. Uống. Đó, vậy là biết, vậy là nhìn ra thượng quan rồi, phải không thượng quan? Đó, nhìn là tôi biết thượng quan liền. Rồi, cảm ơn hai đại quan. Rồi, ngồi. Cảm ơn chiến hữu anh em nha.